mà cụ Cee Jay bất lực với hai thánh lầy Hữu Đằng Ngọc Thảo. Thảo à, mà tên nào tên Đằng? Đằng. Đằng ấy. Đằng đó, đằng kia. Cái gì đó hả nội? Chào mừng sao quý vị khán giả quay trở lại với chương trình Nhà Gia Đình. Xin chào cả nhà yêu của em. Như là Cee Jay. Anh tham gia mấy lần rồi? Không biết nữa. Bạn này sẽ quay cùng số với mình hả? Đúng rồi. À ok, bạn đừng ngại đâu. À, em không ngại đâu, em chỉ sợ bị đánh thôi. Mà ăn sao lại đánh ngay? Người ta nói em ăn ngủ hay ăn hiếp ma mới đó. Rất vui được gặp hai bạn và tí nữa chúng ta sẽ lại gặp nhau tiếp trên sân khấu nha. Dạ, rất vui được gặp. Rất vui được gặp. Cảm ơn rất nhiều.